Tham gia từ khi còn rất nhỏ, em Danh Ngọc Giàu đã cùng với các anh chị trong đội nhạc Ngũ Âm đi biểu diễn ở khắp nơi. Con thấy nhạc Ngũ Âm này rất là hay, rất là có học, nên con phải cố gắng học để được tham gia với anh chị, để giữ gìn văn hóa dân tộc Khmer. Tại Kiên Giang, những con em đồng bào Khmer từ lúc 6 đến 7 tuổi đã bắt đầu tiếp cận nghệ thuật dân tộc, trong đó việc học và đánh nhạc Ngũ Âm. Có sẵn niềm đam mê nên các em đã nhanh chóng phát huy được năng khiếu và tỏa sáng trên sân khấu bằng chính âm nhạc của dân tộc mình. Nhạc Ngũ Âm là nhạc truyền thống của đồng bào Khmer. Điều đặc biệt là loại nhạc này không cần sử dụng điện vẫn chơi được. Trước đây thì người Khmer ở An Biên, mỗi dịp lễ chùa hay tại các gia đình thì sử dụng nhạc ghi trên đĩa. Còn hiện nay đội nhạc này các em đi phục vụ cho các lễ hội, các gia đình, bà con ai cũng phấn khởi. Em rất yêu thích nhạc Ngũ Âm. Mặc dù học nhạc Ngũ Âm khó nhưng mà em luôn cố gắng. Vì khi học được rồi thì em được đi thi, đi biểu diễn ở khắp mọi nơi, làm em thấy rất vui. Ngoài việc duy trì, phát triển và giữ gìn kho tàng âm nhạc Khmer, các địa phương ở Kiên Giang còn tập trung xây dựng đội ngũ kế thừa trong các trường dân tộc nội trú, các chùa Nam Tông Khmer, các khu dân cư có nhiều người Khmer sinh sống. Tỉnh cũng thường xuyên phát động các phong trào, tổ chức các cuộc thi biểu diễn nghệ thuật để tạo sân chơi bổ ích cho các đội văn nghệ của các địa phương cùng gặp gỡ, giao lưu và nâng cao tinh thần đoàn kết. Trong quá trình lưu giữ dàn nhạc Ngũ Âm thì chùa cũng gặp nhiều khó khăn. Các em chủ yếu là học sinh, sinh viên. Các em chủ yếu là học sinh nên còn phải đi học chữ. Việc duy trì tập luyện chủ yếu vào ban đêm. Nhưng với sự đam mê cùng với sự nỗ lực bảo tồn những giá trị văn hóa của dân tộc thì đội nhạc Ngũ Âm của chùa đã được duy trì. Cùng với nhạc Ngũ Âm, người Khmer Nam Bộ còn có những loại hình nghệ thuật đặc sắc như là sân khấu dù kê, sân khấu rô băm, múa rong vong, giữ vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào. Bởi vậy, không gì khác, việc giữ gìn, phát huy các loại hình nghệ thuật của đồng bào Khmer chính là góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.